Xin chào cả nhà, chào mừng đến với phần 114 của bộ truyện. Ta sở hữu hệ thống bung tiền bao gái để tăng cấp. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Tên kia lao đến muốn đấm vào mặt anh để đe dọa cười nhạo. Hắn cười lớn, ha ha ha, tôi chỉ nói thôi, đàn ông Trung Quốc đều là những kẻ mềm yếu, họ sợ đến mức không dám cử động khi nhìn thấy tôi. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đến mức ra tay không một động tác thừa đã đánh bật hắn ra sau. Cả khuôn mặt hắn trở nên méo mó đau đớn đến phun cả nước bọt khỏi mồm hắn cứ thế theo quán tính mà té mạnh vào ghế làm cả chiếc ghế bật ngã ra sau khiến hắn té đến chồng vó hai cô gái kia thấy hắn như thế vội gọi cun đi hai cô gái tiến đến đỡ hắn dậy lo lắng quan tâm cun đi cậu ổn chứ hắn đau đớn gào thét a à, tên khốn giả tạo đau quá điên quá đi mất hắn gào lớn mắng anh không ngừng với vẻ mặt thù địch người trung quốc các người hạng người thứ tư ở hoa kỳ xếp dưới người da đen da trắng và da nâu Thực sự dám xúc phạm tôi và làm tổn thương tôi, hãy gọi cho người phụ trách của hắn, tôi sẽ gọi cảnh sát và sa thải hắn ta, tôi muốn tất cả những người xem bên ngoài bắt nạt hắn trên mạng. Lúc này một người đàn ông đi vào lên tiếng, "Không cần phiền phức, tôi đã gọi cho cảnh sát rồi." Ba người đàn ông đi vào, người đứng đầu chính là ông Lôi. Cha cha thấy ông Lôi rất bất ngờ, "Ông Lôi, ông chủ lớn của Leopard, tại sao ông ấy lại đích thân đến đây?" Tên Kun đi ở sau thấy ông Lôi khuôn mặt liền biểu lộ sự đắc ý. Cuny Oai Phong tiến đến trước mặt ông lôi ra vẻ với những người còn lại. Vị thế quốc tế là gì? Các người có hiểu không? đi làm khùng làm điên trước mặt ông lôi cố gắng lôi kéo mối quan hệ. Ông lôi, tôi có một biệt thự nghỉ dưỡng ở Palm Beach, Florida, Mỹ. Ba ngày một lần tôi tổ chức một bữa tiệc, có đủ loại người nổi tiếng và người nổi tiếng trên internet đến tham gia. Đối với những người giàu bình thường ở Trung Quốc, đây đơn giản là điều mà họ thậm chí không dám mơ tới. Vì hôm nay ông quá ấn tượng nên tôi sẽ để ông trở thành vị khách Trung Quốc đầu tiên được tôi mời. Hai cô gái theo Kundi nghe thế liền ngưỡng mộ đến tận nóc. Y Chúa ơi, Palm Beach. Đó là khu tỷ phú ở Mỹ, nếu tôi có thể đến đó và tham quan, cuộc sống của tôi sẽ trở nên có giá trị. Lúc này ông lôi lên tiếng ngăn cản tên Kundi ra vẻ này lại, xin lỗi, người da đen này tên là gì? Tôi còn chưa nói xong, tôi mới biết chuyện đã xảy ra ở đây và đã gọi cảnh sát ngay lập tức. Ông lôi chỉ thẳng mặt tên Kundi cùng hai cô gái để phanh phui tội trạng các người đã trắng trợn sử dụng mai thúy trái phép, đánh đập người dân và phụ nữ Trung Quốc, phá hủy các lễ hội âm nhạc một cách ác ý và gian lận hợp đồng trong phạm vi biên giới Trung Quốc. Những cáo buộc này đủ để đưa các người vào tù. Lúc này ai nấy nghe xong lời ông Lôi nói đều rất bất ngờ không tin được. Ông Lôi không quan tâm đến tên Kundi mà tiến thẳng đến trước mặt anh một cách kính nể. Tôi ngưỡng mộ tên tuổi của anh tiền từ lâu, luôn muốn gặp anh nhưng không tìm được lý do. Tôi không ngờ lại gặp nhau vào một dịp khó chịu như vậy. Tôi thực sự xin lỗi, nhưng cứ để tôi xử lý, không cần phải làm bẩn tay anh tiền bằng thứ rác rưởi này." Lâm Tân nghe xong thích thú vừa bắt tay vừa nhìn tên Kun Di một cách khiêu khích, điều đó sẽ gây rắc rối cho ông Lôi. Tên Kun Di không phục liền tiến lên tách hai người ra liên tục quát tháo, "Anh Lôi, anh chắc chắn đã nhầm rồi. Rõ ràng là người đàn ông này đã đột nhập vào phòng thay đồ riêng của tôi và đánh tôi, anh thực sự đã gọi cảnh sát để bắt tôi à?" Ông Lôi tức đến phát điên quát thẳng vào mặt tên Kun Di, "Nếu tôi bắt anh Tôi phải mất bao lâu để bắt được một anh chàng da đen nhỏ bé ở Trung Quốc. Hãy nhìn xem anh đã làm gì đi kìa. Sao anh dám chơi thuốc ở đây? Nhìn sang thấy hai cô gái vẫn còn đang rất phê pha thuốc mà không quan tâm đến xung quanh. Tên quân đi lúc này vẫn ra sức cãi cố. Loại thuốc này là hợp pháp ở Hoa Kỳ. Chỉ có một quốc gia lạc hậu như Trung Quốc mới liệt loại thuốc này vào hàng lậu. Thật là một đất nước ngu dốt. Anh vẫn muốn bắt tôi. Tôi là một DJ người Mỹ cao quý đã giành được giải thưởng top 100 DJ âm nhạc thế giới. Nền tảng rác rưởi của bạn đã trả giá cao ngất ngưởng để mời tôi biểu diễn nên tôi bất đắc dĩ phải đến đây. Ông lôi khó chịu ra mặt đặt câu hỏi cho tên Kundi, đi đâu cũng phải tuân thủ luật pháp mà anh vẫn chưa hiểu à? Ngoài ra, chính quản lý của anh đã cầu xin chúng tôi cho anh một suất trước khi miễn cưỡng đồng ý cho anh tham gia lễ hội âm nhạc, anh thực sự đang coi mình như một món ăn sang trọng sao? Cô gái chơi Mai Thúy cùng tên Kundi cố gắng phản biện, ông đang nói về cái gì vậy? Kundi là một trong 100 DJ hàng đầu thế giới, trị giá hơn 100 triệu nổi tiếng khắp thế giới và anh ấy là người mỹ được biểu diễn ở nơi nhỏ bé này là một vinh dự lớn cho ông nhưng ông vẫn vô ơn và muốn gọi cảnh sát để bắt anh ấy lâm tân thấy đám người này ngu dốt đến cùng cực chỉ biết thở dài ngao ngán thưa cô vì cô nghĩ người mỹ yêu việt hơn sau đó cô phải xem xét kỹ hơn những gì xảy ra tiếp theo trung úy nghe đến đây cô gái đó hoang mang quay lại nhìn xem đang có gì xảy ra ngay lập tức một người đàn ông từ bên ngoài đi vào cùng với bằng chứng trong tay anh lâm tôi đến rồi với số tiền này Tổng số tiền 200 triệu sẽ được phân bổ. Tôi đã tìm ra tất cả những thông tin mà Kundi đã cố gắng che giấu rất nhiều. Tên Kundi trở nên sợ hãi. Thông tin ẩn gì? Anh đang nói nhảm gì thế? Lúc này xuất hiện rất nhiều hot search liên quan đến tên Kundi. Mọi người đúng là có một cái nhìn rất tốt. Top 1 là tin. Deji Kundi nổi tiếng tuyên bố phá sản chưa đầy một năm sau khi lọt vào top 100. Top 2. Tại sao Kundi, một trong 100 Deji tài năng hàng đầu trước đây, lại sống trong một nhà kho? Top 3. Kundi lạm dụng mai thúy sòng bạc, hàng chục triệu của cải đã bị phung phí. Kundi, một trong 100 DJ hàng đầu trong quá khứ, Kundi bị nhân viên bảo vệ của bệnh viện Zizin đuổi ra ngoài chỉ vì lợi ích của anh ta. Căn bệnh này đã được truyền cho Janin, đã có nhiều trường hợp phụ nữ Trung Quốc được Kundi đưa đến Virginia trở thành vô gia cư. Tên Kundi cùng hai cô gái thấy được tin tức này liền sốc đến mức không nói nên lời. Hai cô gái nhìn sang Kundi hỏi một lời chắc chắn, Kundi, đây là giả phải không? Tôi không tin, họ chỉ đang tạo ra tin đồn để bôi nhọ anh mà thôi. Trung Ý đưa điện thoại có bằng chứng ra cho hai cô gái thấy, không có gì bí mật. Đây là một trang web chấm điểm tín dụng của Mỹ. Điểm tín dụng của Kundi tại Hoa Kỳ hiện ở trạng thái mặc định là hạng D. Nhân tiện, trang web này là công khai. Các người có thể vào đó bất cứ lúc nào để kiểm tra điểm tín dụng của công dân Mỹ. Nghe xong hai cô gái suy sụp tinh thần, cố gắng chặn tay mình lại không muốn tin bất cứ điều gì mà bản thân vừa nghe được. Tôi không tin tất cả là do các người. Một nhóm người cấp thấp đã cùng nhau bức hại Kundi. Kundi anh có thể lấy lại phí xử lý thẻ xanh 100.000 nhân dân tệ không? Tôi muốn suy nghĩ lại và cùng anh đến Hoa Kỳ. Tên Kun Di lúc này lộ bản chất thật hất tay hai cô gái ra, dựa vào sức lực làm sao có thể lấy lại số tiền bị lừa gạt. Hai cô gái tiến đến đấm đá tên Kun Di khốn nạn, tất cả những điều đó có phải là sự thật không? Anh đã giết tôi, anh không những nghèo mà còn bệnh tật, hãy trả lại tiền của tôi nhanh lên. Tên Kun Di trở nên cộc cằn, hắn đấm mạnh vào một cô gái sau đó tát thẳng vào mặt cô gái còn lại, cút đi. Lúc này cảnh sát đi vào, ai đã gọi cảnh sát? Có người đang sử dụng mai thúy trái phép ở đây. Ông lôi giơ tay, "Là tôi đây. Tất cả bằng chứng đều ở hiện trường, hai người phụ nữ đó cũng bị tình nghi vi phạm pháp luật, hãy cùng nhau đưa họ đi điều tra." Ngay lập tức cả ba liền bị cảnh sát cho đeo vòng số 8. Cô gái tóc hồng trở nên vô cùng hối hận liên tục đổ lỗi, "Tôi đã sai, tôi thực sự đã sai, tôi đã bị người Mỹ này lừa dối, tôi vô tội." Cha cha quay sang nhìn cô gái đó liền thích thú, "Thật tuyệt vời khi được gặp người Mỹ chưa đầy một ngày, đã được tặng một đôi vòng tay bạc và được cung cấp chỗ ở và thức ăn miễn phí. Tên Kuni bị bắt nhưng vẫn cố chấp muốn gọi người đến, đợi đã, tôi muốn gọi điện, đặc vụ, xin hãy báo cho đại sứ quán đến giải cứu tôi, tôi muốn xin quyền miễn trừ ngoại giao. Người bên kia lập tức từ chối, tôi đã xem buổi phát sóng trực tiếp của lễ hội âm nhạc điện tử, Cundi, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Tại sao anh không nghe lời khuyên của tôi, tôi không thể giúp anh, đừng bị tẩy não bởi sự tuyên truyền của đất nước chúng ta. Anh vẫn nghĩ rằng Trung Quốc là quốc gia mà anh có thể dễ dàng bắt nạt. Hãy dùng não đi. Nếu Trung Quốc dễ bắt nạt như vậy thì tại sao nước ta lại sợ họ đến vậy? Và việc bạn xúc phạm bất cứ ai là không tốt. Nhưng ông Tiền, người giàu bí ẩn đã ở vương quốc Xiawa và trực tiếp phá sản Chebon bòn Kameda. Hơn nữa, ngày hôm đó Kameda đã chết vì dùng tình dược quá liều. Tôi đã bảo anh đến Trung Quốc và đừng gây rắc rối nữa. Nhưng anh không nghe. Tên Kun Di biết anh là ai liền sợ hãi. Cái gì? Anh ta là ông Tiền. Người đàn ông giàu có bí ẩn huyền thoại đến từ Trung Quốc. Ok video hay ho hôm nay đến đây đã kết thúc. Nếu thấy hay đừng quên cho Si Bích một like và một đăng ký kênh. Nếu cảm thấy chỗ nào cần cải thiện có thể bình luận để góp ý cho Si Bích. Bây giờ thì xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả mọi người.